tầm quan trọng của Ấn Độ trong chính sách của Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ ba, sau Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, được Tổng thống Joe Biden mời thăm cấp nhà nước. Đây là nghi thức ngoại giao thường chỉ dành cho những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, trong khi đó Ấn Độ chưa bao giờ là một đồng minh của Washington. Không chỉ chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ được thực hiện ở cấp nhà nước, mà Thủ tướng Modi còn được Quốc hội Mỹ mời phát biểu trước phiên họp toàn thể chung của Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Cho tới nay không có nhiều nguyên thủ nước ngoài được mời phát biểu trước diễn đàn như vậy, và điều này cho thấy Mỹ khá coi trọng tầm quan trọng của Ấn Độ cũng như cá nhân Thủ tướng Modi trong chính sách của Mỹ. Trước chuyến thăm này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thăm Ấn Độ để chuẩn bị cho chuyến đi, đồng thời khẳng định rằng chuyến thăm sắp tới sẽ là bước đà giúp loại bỏ các rào cản thương mại quốc phòng, công nghệ cao và giúp giải phóng khả năng nghiên cứu của giới nghiên cứu quốc phòng của cả hai nước. Trong các chuyến thăm này, các quan chức Mỹ đã khẳng định sự hỗ trợ của nước này đối với Ấn Độ trong việc hợp tác phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ để ứng phó với các mối đe dọa chung trong khu vực, và hai bên đã ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Với các thỏa thuận này, Ấn Độ sẽ có khả năng tiếp cận những tiến bộ công nghệ quốc phòng tiên tiến để hiện đại hóa quân đội. Ấn Độ có thể sẽ là bạn hàng lớn nhất thế giới của Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng. Ước tính, quan hệ thương mại quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ trong tương lai có khả năng vượt quá 25 tỷ đô la Mỹ. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, chuyến thăm này sẽ củng cố các mục tiêu chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và cởi mở cùng với việc xây dựng hợp tác song phương trên nhiều khía cạnh văn hóa, quốc phòng, giáo dục và ngoại giao nhân dân. Dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm các khía cạnh chiến lược của quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ và năng lượng sạch. Đây cũng sẽ là những nội dung chính trên bàn đàm phán trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Mỹ đề cao và coi trọng Ấn Độ vì có nhiều lợi ích chiến lược cơ bản và lâu dài trong mối quan hệ hợp tác với Ấn Độ. Xưa nay, Ấn Độ chưa khi nào là đồng minh của Mỹ, nhưng Ấn Độ luôn luôn là một đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ, bất kể phe cánh chính trị nào lên và đang cầm quyền ở Mỹ. Ấn Độ xưa nay, bất kể đảng phái chính trị nào cầm quyền, cũng không xung khắc với Mỹ. Trong việc thực hiện những mục tiêu và lợi ích chung, bao gồm trong các vấn đề liên quan tới Nga và Trung Quốc, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không có đồng minh hay đối tác nào khác, có thể thay thế Mỹ đối với Ấn Độ và thay thế Ấn Độ đối với Mỹ. Cả hai đều tranh thủ và đề cao nhau do cùng mục tiêu và lợi ích thiết thực. Chính vì vậy, sự tiếp đón long trọng của Mỹ dành cho Thủ tướng Modi đã thể hiện rất rõ Mỹ coi trọng thế nào vai trò của Ấn Độ trong chính sách của mình. Dấu mốc mới trong quan hệ Mỹ-Ấn Độ. Trong 7 thập kỷ qua, với mối quan hệ đối tác gần gũi, nhiều nhà lãnh đạo Ấn Độ đã đến thăm Mỹ và bản thân Tổng thống Modi cũng có 6 chuyến thăm Mỹ. Song chuyến thăm lần này của ông Modi, từ ngày 21 đến 24 tháng 6, được đánh giá sẽ là một dấu mốc khác trong hành trình này và sẽ mở đường cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và sâu sắc hơn giữa hai nước. Điều khiến chuyến thăm này càng trở nên đặc biệt hơn đó là việc Thủ tướng Modi sẽ lần thứ hai phát biểu trước Quốc hội Mỹ, sau lần đầu tiên diễn ra hồi năm 2016. Đây là điều rất hiếm gặp đối với các nhà lãnh đạo nước ngoài khi tới thăm Mỹ. Đáng chú ý, trọng tâm chuyến thăm tới Mỹ của nhà lãnh đạo Ấn Độ dự kiến sẽ là một thỏa thuận liên quan việc hợp tác sản xuất động cơ phản lực. Với việc ký kết thỏa thuận này, Ấn Độ sẽ gia nhập nhóm các quốc gia độc quyền được tiếp cận với công nghệ tiên tiến này bên cạnh Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Thỏa thuận này cũng góp phần đáp ứng mục tiêu của Ấn Độ trong chiến lược Ấn Độ tự cường và sản xuất tại Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng. Dư luận quốc tế cho rằng chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Modi được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương, bao gồm làm sâu sắc hơn hợp tác công nghiệp quốc phòng và chia sẻ công nghệ cao. Các thông báo chính được mong đợi trong chuyến thăm của ông Modi là việc Mỹ chấp thuận cho hãng General Electric sản xuất động cơ ở Ấn Độ, tạo thuận lợi cho thương vụ Ấn Độ mua 31 máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian có vũ trang do General Atomics sản xuất trị giá 3 tỷ đô la Mỹ và loại bỏ các rào cản thương mại để thúc đẩy giao thương thuận lợi hơn trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao. Eli Radner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, cho biết chuyến thăm này của Thủ tướng Modi như một bàn đạp thực sự cho mối quan hệ Mỹ-Ấn, vì nó liên quan đến các vấn đề quốc phòng, nói riêng và một Ấn Độ mạnh mẽ hơn có thể bảo vệ lợi ích của chính mình, có thể đóng góp cho an ninh khu vực. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ấn Độ cũng cho biết, hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn, không gian mạng, hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng và truyền thông chiến lược, các dự án không gian thương mại, điện toán lượng tử và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực công nghiệp và quốc phòng cũng sẽ được thảo luận. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.